Đây, tiếp tục. Bây giờ vẽ ngang, chừa lại. Thì mình vẽ lại thôi, cái vải áo nó tới đấy thì mình vẽ ngang qua một phần với cái vải tay áo nha, khác nha. Còn cái vải vải cái đây là như là cái gì ta? Cái áo đây như là áo khoác á, áo khoác của ổng. những chỗ này vẽ lại thấy không? Mình cắt vô những cái điểm đấy. Ở chỗ này thì nếu mà cắt cưa chưa quen thì anh em làm từ nhỏ, mà anh em cứ lấy mũi chỉ đào anh em làm luôn cũng được. Lấy cái mũi nhọn này vẹt qua một đường để cho nó cách biệt giữa cái phần vải tay áo với lại là cái vải của áo khoác. Đấy. Đó. Việc căn bản mình phá được ở bên phía này nữa thì ở sau rất là đơn giản đúng không? Thu vào. Nhưng mà mình khi mà làm ở phương diện này ấy, thì anh em cũng chú ý thấy mình vẽ rất là rõ đúng không? Mình vẽ ở đâu, vẽ tới đâu ấy, thì mình làm vô tới đấy. Mình chừa lại một ít cũng được, nhưng mà đừng chừa nhiều quá. Căn bản là làm nó phải tương đối là sát với những gì mình vẽ ấy, thì nó ra cái tỷ lệ rất là đẹp. Cái chỗ này mà anh em ở nhà làm không quen thì anh em ngầu gò biết à. Tôi nói thiệt, cứ gò qua gò lại gò qua gò lại. Nhưng mà cái đấy cũng là phải trải qua cái quá trình. Nên như vậy thì cũng là rất tốt rồi. Anh em cứ ngầu gò. Gò khi nào vô đúng cái tỷ lệ mình vẽ thì ok. Đây. Bây giờ là cắt bỏ bớt nè. Khi mà vẽ thì anh em cứ lấy, có thể mà không quen ấy, thì sưu tầm một số những cái tượng mà người ta đã chụp bốn mặt ấy, để mình biết là vẽ như thế nào, hoặc là mua một cái tượng gì à, tượng đất hay là tượng composite đồ gì cũng được. Cứ tượng đứng anh em về nhìn thì khi làm anh em sẽ rất là dễ tiếp thu nó nhanh, trừu tượng nó không dễ dàng hơn. Mình làm quen thì mình cứ vẽ ra vậy, rồi mình làm với con anh em mình nha, cả mẫu thì nó càng tốt. Bỏ thôi, cái chỗ nào mà không không đỡ lại vẽ cắt bỏ thì cắt bỏ thôi, có gì đâu. Nhiều anh em nói là muốn theo người này quá mà bây giờ tự học học có được không? Mình nói đảm bảo là cứ xem một số những video như thế này nè. Này rất là nhiều anh em họ hướng dẫn trên mạng, có thể xem video của ai cũng được, hoặc là những video của mình cũng được. Anh em ở nhà mạnh dạn mà làm, nó không khó tới mức độ mà anh em suy nghĩ là phải căng đầu óc rồi phải có người hướng dẫn. Thì đây mình đang hướng dẫn cho anh em đây, có gì đâu mà khó. Sợ người ta nó không hướng dẫn cho anh em thôi chứ còn có người hướng dẫn mà gì khó. Anh em tới xưởng có nhiều anh em họ cũng không chỉ đâu, cái kiểu là họ giấu ngơ, với thêm nữa là họ cũng không muốn chỉ hết cho mình. Nhưng mà riêng mình thì có nhiều mà mình chỉ hết nhiều đấy. Nên cái việc anh em học tại nhà mà nói mà học có được không thế này kia, yêu cầu của mình là đầu tiên anh em phải vẽ đẹp, chứ còn lại thì anh em cứ xem những video của mình đầu làm là được hết. Còn mà có làm cái đẳng cấp hay không thì cái quá trình anh em cần phải trau dồi kiến thức với học hỏi nhiều, vô xưởng này xưởng kia để mình tham quan mình học hỏi nữa. Đấy là cái con đường để mình phát triển, chứ không phải nói là làm tại xưởng rồi là ra cái là thành tài luôn. Phải trải qua một cái quá trình mình học hỏi, tham khảo, học hỏi anh em đồ nữa không. Ở phương diện mà phá ngang này như anh em thấy đó, và khi mà mình phá thì mình phải bo theo thân. Tỷ lệ trước mình lấy rầu, giờ tỷ lệ ngang thì khi làm ấy thì mình phải bo theo thân.
Ở cái tỷ lệ này ở bên phương diện mà phá từ ngang qua trước á, thì nó tương đối là nó sẽ khó nắm bắt hơn. Vậy nên đây, nói là một chuyện, nhìn là một chuyện, anh em phải thực hành làm thì tự nhiên cái chỗ này nó hấp nạp tốt hơn, còn khi mà chia sẻ thì nó hơi khó. Còn ở cái phương diện mà mình làm đấy thì anh em cứ nhìn. Khi làm ấy, thì anh em chắc chắn nó sẽ có sai phạm những cái đường nét mà mình đi theo kiểu mà ví dụ như cái phần tỷ lệ giữa cái dải áo tay, cái chỗ mà mình phá chỗ dải áo tay với cách biệt với cái phần vải của áo khoác ấy. Thì khi mà mình rạch thì anh em chú ý là rạch này thì mình phải, có nghĩa là mình lấy cái tỷ lệ của cái phần đại khái ví dụ như phần thân với phần tay, tay ướp lên thân thì mình phải lấy cái tỷ lệ cái phần thân rồi cái tay là nó đi vô trong ngực đúng không? Giả như mình làm đây thì anh em phải lấy cái gì trước? Anh em phải lấy cái tỷ lệ của cái phần ngực bụng nó chuẩn thì nó chưa lại là còn cái phần tay, mình phải vẽ rõ ràng ra thì đại khái như vậy. Nên khi mà anh em mà lấy cái vải áo tay nằm đè lên cái vải áo cũng là cái vải áo khoác đấy, thì tất nhiên mình phải lấy được cái tỷ lệ chuẩn của cái vải áo trước, mà cái vải áo thì nó lại đè lên cái vải quấy quần thì mình lấy cái gì trước? Từng bước vậy, có nghĩa là mình phải hiểu được cái việc là mình lấy cái gì trước lấy cái gì sau nó sẽ không có bị phạm. Chứ còn mà anh em cứ tập trung lấy cái phần vải áo tay, anh em cứ lấy cái mũi rạch rạch sâu vô một cái là cuối cùng nó bị lún vô bên trong ấy, thì nó bị sai tỷ lệ. Cái đấy là tại vì cái tư duy của mình ấy, thời điểm đấy là mình chỉ là tập trung lấy cái vải áo tay thôi, mình không có chú ý tới cái vải áo khoác với lại là cái vải quây quần. Nên ở đây mình muốn chia sẻ cái đấy là một cái kinh nghiệm mà sẽ tránh đi rất là nhiều sai sót trong quá trình phá của anh em tập tại nhà ha, nên anh em chú ý cái điều đấy. Em hồi nãy thì phá bên kia rồi bây giờ là qua lại bên này quay cho anh em xem, nhưng mà phá được một bên ấy thì bên kia sẽ phá nó dễ hơn. Vẽ lại. Dạ, nói nhiều quá khan tiếng. Thiệt ra thì cũng đúng vậy, khi mà nói thì phải phải nói nhiều, nói cho hết ý, là dông dài nhiều cái nói nó cũng không rõ. Nhưng mà anh em khi mà nghe mình chia sẻ nhiều ấy, thì tự nhiên ấy là cái kinh nghiệm ấy thì nó có trong cái lời nói của mình, chứ mình không có sắp xếp, không phải là mình viết ra một cái bài viết đâu, mình quay video lại sau đó cái ý tưởng của mình làm như thế nào để hướng dẫn cho anh em, rồi sau đấy ấy, thì mình cắt ghép xong xuôi hết rồi thì mình vô tiếp tục mình thu âm trực tiếp, không có kịch bản rồi gì hết á, là khi mình nói nó hơi dông dài anh em cũng thông cảm ở cái chỗ đấy. Nhưng mà nó có cái kinh nghiệm của mình trong đấy nên nên là thôi thì có hơi dông dài nghe nó nhiều anh em thấy hơi khó chịu thì mình cũng ráng nghe để xem thử nó cái chỗ đấy là nó có đúng không. Phá được phần trước rồi phá hai bên ấy, thì cái phần sau mình sẽ rất dễ lấy tỷ lệ. Hôm nay ấy, thì mình bận quá không mới ra video được. Với thêm nữa là như mình nói đấy, mình cũng gọi là cũng hơi nản một chút, tại vì thấy mình làm nhưng mà cũng không có được hiệu quả nên đây là cũng hơi gọi là mất lửa làm biếng. Rồi bây giờ phải ra lại video cho anh em xem. Mình chỉ ra video phá cơ bản thôi, thì anh em nhiêu đấy thì anh em chỉ cần phá được thì anh em làm được thôi. Từ 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 coi có những cái gì mà thiếu sót đó, thì mình sẽ ra tiếp cho anh em. Bây giờ là vẽ lại. Đây, bây giờ phá cái mặt ngang rồi, trước rồi, hai bên rồi,
Bây giờ vẽ lại để bắt đầu là mình pha nét. Pha nét dạy áo, những cái đường vẽ đấy là chừng sau này mình pha nét đấy. Thì cái video sau ấy, thì mình sẽ ra để cho anh em xem cái pha nét như thế nào. Mình cũng ra một số những video ngắn rồi, đúng không? Nhưng mà mình sẽ ra video dài để cho anh em xem nó rõ hơn. Thì anh em chú ý những một số những cái đặc điểm đấy. Lần sau thì mình sẽ lấy những mình pha nét thì mình cũng chỉnh cái phần vai, phần đồ dưới mặt sau luôn. Hiện giờ là mình chỉ mới phá vô cái tỷ lệ thôi, chứ còn lại là chưa, nên video sau nha. Bye anh em.